Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chuyên mục đại biểu và cử tri trên kênh truyền hình quốc gia VTV8. Thưa quý vị, chủ trương của Đảng và Nhà nước là tiếp tục mở rộng diện bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội để ngày càng có nhiều người lao động có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội và được thụ hưởng chế độ hưu trí khi về già. Tuy nhiên, hiện nay thì việc quản lý người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn bất cập. Các cơ quan chức năng thì vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt, quản lý và vận động yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia đầy đủ cho người lao động. Vậy đâu là giải pháp để mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Buổi tọa đàm hôm nay của chúng tôi sẽ đi vào nội dung này. Với vị khách mời đến từ Quảng Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quảng Nam, đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa quý vị khán giả, thưa ông Nguyễn Thanh Danh, mở đầu cuộc trò chuyện hôm nay thì ông có thể vắn tắt cho khán giả của VTV8 được biết là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động sẽ có những lợi ích gì ạ? Vâng, thưa chị, thì cái bản chất của bảo hiểm xã hội là sự bù đắp thay thế tiền lương cho người lao động khi tham gia, khi họ gặp phải những cái rủi ro hoặc là không có việc làm hoặc là về già mà mất thu nhập, thông qua các chế độ như là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hưu trí. Và trong trường hợp họ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là bị hưu mà bị không may qua đời thì thân nhân gồm những người con dưới 18 tuổi, bố mẹ, hai bên vợ chồng ở ngoài lao động có thể là được hưởng cái trợ cấp, cái phần mà đáng lẽ lúc sống đó, người ta chu cấp cho bố mẹ mình. Thưa ông, năm 2020 là năm đầu tiên mà số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là giảm xuống tính trên phạm vi cả nước. Vậy thì tại Quảng Nam thì như thế nào? Và tình hình từ đầu năm 2021 đến nay thì như thế nào thưa ông? Ở Quảng Nam, một tỉnh đang phát triển, cái việc mở rộng người lao động cũng thu cũng khá thành công. Bình quân trước năm 2019 thì mỗi năm chúng ta mở rộng và tăng được khoảng 10.000 người. Đỉnh điểm nhất là vào cuối năm 2019 thì toàn bộ sở tỉnh Quảng Nam có quản lý 184.000 người lao động. Tuy nhiên thì tính đến tháng 9 năm 2021 này thì con số nó rơi xuống còn lại 170.000 người. Như vậy là nó không tăng mà đồng thời nó giảm đi khoảng chừng 30.000. Thì về cơ bản là do cái đại dịch Covid nó ảnh hưởng đến cái công việc làm của doanh nghiệp và người lao động. Qua quá trình theo dõi thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là đa số hầu hết là người ta vẫn bảo lưu cái sổ ở đó và tiếp tục chờ cái ngày người ta đi làm và đóng tiếp. Thì cơ bản là ở thành phố Hội An, nơi mà có cái ngành du lịch phát triển, thì khi mà du lịch không phát triển thì riêng Hội An không là gần 10.000 người đã rời khỏi hệ thống. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa ông Nguyễn Thanh Danh ạ, người lao động và doanh nghiệp có thể tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng cái phương thức như thế nào ạ? Trong quá trình thực hiện về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh thì đối với doanh nghiệp thường có những cái thông báo, những cái thông tin, kể cả đơn vị đã tham gia chưa đủ người lao động cũng như đơn vị chưa tham gia. Đối với người lao động thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác truyền thông cũng tương đối cũng rộng khắp tất cả các hình thức cũng như về nội dung. Chúng tôi đã hợp đồng với từng xã phường thị trấn có thời lượng và có nội dung cụ thể cho từng đợt cụ thể, cho từng cái nội dung cụ thể để mà người lao động có thể là nghe và hiểu hơn, nhận thức hơn cùng với cái chủ sử dụng để mà thực hiện nghĩa vụ của mình đối với công tác bảo hiểm xã hội. Thưa ông, đó là cái phương thức truyền thông, tức là có nghĩa là mình là người chủ động. Tuy nhiên là khi mà người lao động và người sử dụng lao động muốn chủ động tìm hiểu thông tin thì họ sẽ có những cái kênh nào ạ? Hiện nay thì báo cáo chị là ứng dụng cái công nghệ thông tin qua thiết bị di động thông minh thì chúng tôi cũng có rất nhiều cái kênh chuyển tải trên đấy, cũng như là cái hộp thư, cũng như là địa chỉ mail, cũng như là cái địa chỉ trên trang web. Và chúng tôi cũng đã có những cái câu hỏi trả lời sẵn ở trên những cái trang web và thường trực cho những cái thông tin, mà kể cả những cái đường dây nóng thì tất cả mọi thứ chúng tôi cũng sẵn sàng. Và cũng mong rằng là người lao động cứ nghĩ đến bảo hiểm xã hội thì
vào Google gõ chế biến sò hoặc là Quảng Nam là thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ. Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin của ông Nguyễn Thanh Danh ạ. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng phần đông doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt việc đăng ký, tham gia và đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn không ít doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Nhiều giải pháp đã được thực hiện, kể cả việc phối hợp liên ngành để có thể gia tăng tỷ lệ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Anh Lê Văn Nam khởi nghiệp từ tháng 5 năm 2020, thành lập một công ty cơ điện lạnh nhỏ tại Tam Kỳ. Dù ban đầu quy mô kinh doanh nhỏ, chỉ có gần 10 lao động, nhưng Nam đã đóng bảo hiểm xã hội cho tất cả lao động, bởi anh hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự cần thiết trong đảm bảo công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty em như kỹ thuật kế toán rồi em đóng bảo hiểm. Thứ nhất là đem lại quyền lợi cho nhân viên, và thứ hai là để cho nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp mình hơn, yên tâm để làm việc. Nhận thức như Lê Văn Nam không phải nhiều. Sau khi gửi các thông báo đóng bảo hiểm xã hội đến hơn 500 doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam đã nhận được nhiều phản hồi từ chối đóng bảo hiểm xã hội với phần lớn các lý do không chính đáng. Điều này cho thấy một thực tế là hiện nay số lượng doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới 10 lao động phát triển tương đối nhiều, chiếm số lượng lớn, chủ yếu trong các ngành dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, nhưng phần nhiều là không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong thực tế cũng có một số doanh nghiệp đang hoạt động có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động mà không tham gia bảo hiểm xã hội. Thì chúng tôi phải ra soát lập cho được cái danh sách đó, phối hợp với bảo hiểm xã hội, cục thuế, rồi cơ quan đăng ký kinh doanh để cung cấp thông tin và yêu cầu phải tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật. Tình trạng các đơn vị khai về lương trong hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khác với hồ sơ khai về lương để nộp thuế khá phổ biến trên thực tế. Vì vậy, trong những năm gần đây, trên cơ sở ký kết phối hợp giữa hai ngành thuế và bảo hiểm xã hội, tất cả các hoạt động thanh tra, hậu kiểm của ngành thuế đều đưa các nội dung về thực hiện bảo hiểm xã hội vào danh mục làm việc với các đơn vị. Nhờ đó, hàng năm, Cục Thuế đã cung cấp những thông tin rất quan trọng về số lượng lao động hưởng lương nộp thuế thu nhập cá nhân cho Bảo hiểm xã hội Quảng Nam để đối chiếu, xác định và đưa vào quản lý thu của cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngành thuế là chúng tôi đã gắn ngay luôn hệ thống thanh kiểm tra theo chế độ kiểm. Chúng tôi không có thẩm quyền bắt họ phải thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng mà chúng tôi cung cấp và nêu lên để bảo hiểm xã hội họ đối chiếu với cái danh sách đã thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, để nếu chưa thì họ thực hiện các cái giải pháp để cho các cái doanh nghiệp này họ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhiều giải pháp gia tăng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động đã được thực hiện, nhưng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến nay mới có 32,4% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, theo Nghị quyết 28, năm nay cả nước phải đạt được 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Con số này cho thấy, trên thực tế, việc quản lý và đưa được người thuộc diện phải tham gia vào hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hoàn toàn không đơn giản. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa ông Nguyễn Thanh Danh ạ. Theo thông tin từ phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là các cái số liệu mà ngành thuế thu thập được sẽ cung cấp cho bảo hiểm xã hội. Vậy thưa ông, những cái số liệu đó nó nói lên điều gì ạ? Những cái số liệu từ cơ quan thuế chia sẻ với chúng tôi có ý nghĩa rất là lớn đối với công việc mà chúng tôi đang tập trung vào, đó là cái mở rộng cái người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở cái số đơn vị, địa chỉ, rồi số người đóng thuế, thì chúng tôi cũng xem như đó là số người tại đơn vị, rồi so sánh với số người đã đóng bảo hiểm xã hội, hoặc là so sánh với số đơn vị chưa tham gia, thì chúng tôi có cái bộ dữ liệu toàn bộ doanh nghiệp và người lao động tại thời điểm chưa tham gia bảo hiểm, để có những cái giải pháp cho từng cái đơn vị. Tuy nhiên là cái sự chênh lệch đó có hẳn là được hiểu rằng là đó là những người bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội nhưng mà họ chưa đóng, hoặc là đó là những cái doanh nghiệp mà đã không thực hiện đúng cái vai trò là của mình trong cái việc mà đảm bảo quyền lợi cho người lao động hay không ạ? Nếu mà nói toàn diện trên địa bàn tỉnh hiện nay á, thì cơ bản cái doanh nghiệp lớn người ta đã thực hiện nghĩa vụ rất là tốt đối với cái người lao động qua thông qua cái việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên đối với đơn vị mà như phóng sự vừa xem thì còn khá nhiều đơn vị chưa tham gia. Qua khảo sát của chúng tôi
cũng như là cái báo cáo giải trình lại của từng đơn vị sau chúng tôi có thông báo nộp bảo hiểm, thì chúng tôi đã thống kê được khoảng gần 20 cái tình huống mà họ cho rằng là cái rào cản hoặc là không thể đóng bảo hiểm xã hội được. Trong đó thì chúng tôi cũng phân tích ra nguyên nhân chủ quan, khách quan. Thì cơ bản về mặt về chủ quan á, thì cái nhận định của người chủ siêu động nó chưa được đúng theo quy định pháp luật. Tôi ví dụ như có thể là họ và chủ siêu động và cái người lao động đó họ thỏa thuận với nhau rằng là thôi không đóng. Hoặc là họ có cho rằng là người lao động họ không muốn đóng bởi vì họ sợ mất đi 10,5%. Hoặc là họ cho rằng là tôi không có nhu cầu sử dụng lâu dài cho nên là tôi không đóng bảo hiểm. Và bên cạnh đó thì cũng phải nói một điều rằng là có những nguyên nhân từ đặc điểm công việc. Phải nói rằng là chúng tôi cũng đang tìm hiểu xem thử trong cái thực tiễn nó diễn ra như thế nào. Chứ không mình luôn luôn cứ nghĩ rằng là người ta không tham gia bảo hiểm xã hội là sai. Một doanh nghiệp có thể lý giải với chúng tôi thế này. Khi người ta làm một cái công trình xây dựng, lắp trụ điện chẳng hạn, thì cái mẫu cái trụ đi qua thôn nào đó thì người ta lại là thuê những nhân công nhàn rỗi ở thôn đó người ta làm. Thế thì khi lên danh sách thuế thì lại có tên họ và chúng tôi buộc phải đóng bảo hiểm thì họ lý giải là cái này không đóng được. Thì tôi nghĩ rằng một số đặc điểm ở ngành nghề thì cũng có chi phối bởi cái việc mà đóng. Tuy nhiên cách nhìn nhận nếu tích cực hơn về cái việc là nghĩa vụ của mình đối với người lao động thì chắc chắn cũng sẽ sắp xếp được và đóng bảo hiểm xã hội cho họ được. Theo ông thì là với những cái doanh nghiệp nhỏ và có cái số lao động rất là ít như vậy thì là chúng ta nên có những cái giải pháp nào để mà vận động người ta tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ạ? Chúng tôi sẽ phân loại ra những cái doanh nghiệp, những cái lý do mà người ta có thể là chưa đóng. Thì đối với những cách nhìn chủ quan của người ta thì chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền, động viên và thuyết phục họ để họ thực hiện nghĩa vụ. Có những cái nhận định nó không đúng thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nói với nhau rằng anh nhận định chưa đúng quy định của pháp luật. Tức là ví dụ cụ thể là không thể có trường hợp nào mà thỏa thuận giữa người lao động và người chủ lao động là không thực hiện pháp luật được. Đó là cái thỏa thuận sai pháp luật. Thì cái đó là cái chúng tôi có thể thông báo và đổi với họ được. Còn hầu hết thì chúng ta cũng phải động viên, cũng phải thuyết phục. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức cái hệ thống thanh tra chuyên ngành của mình. Cũng có một cái ý kiến cho rằng là nếu như mà người ta cảm thấy rằng là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như là một cái tiêu chí để người ta có thể là có đủ tư cách để tham gia các cái công việc khác với một cái tư thế cạnh tranh hơn. Chẳng hạn như khi người ta tham gia đấu thầu chẳng hạn. Nếu như trong hồ sơ đấu thầu mà thể hiện được là doanh nghiệp A, doanh nghiệp B đóng bảo hiểm xã hội rất là tốt hoặc là được sự ghi nhận của bên bảo hiểm xã hội, nó sẽ có một cái ưu thế hơn hoặc là có thể chấm điểm được nhiều hơn so với lại các cái hồ sơ đấu thầu khác. Trong thực tế thì chúng tôi cũng đã và đang xác nhận những cái đơn vị mà tham gia vào công tác đấu thầu. Đối với người tham gia phải tham gia bảo hiểm xã hội thì người ta mới tham gia được công tác đấu thầu. Tuy nhiên thì theo tôi nghĩ rằng đó là một cái giải pháp cũng là tích cực, không riêng chỉ các hoạt động đấu thầu mà có thể là tất cả hoạt động khác của doanh nghiệp. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Danh ạ. Thưa quý vị, với phương châm là lấy người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm trung tâm phục vụ, thì công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ. Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ thủ tục hành chính của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa, giảm từ 114 thủ tục hành chính năm 2015, nay xuống còn 25 thủ tục. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng vừa ban hành quy định 24 thủ tục hành chính được thay thế bãi bỏ ở lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay thì cái thủ tục của bảo hiểm xã hội em đều làm online, thì cái nguồn mà chi trả bảo hiểm thì nó về cũng rất nhanh. Các cái thủ tục mà liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc á, thì cái phần mà đăng ký đóng cũng như cái phần đăng ký tăng giảm thì được thực hiện trên giao dịch điện tử hết. Nên là người lao động, đơn vị sử dụng lao động là không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội, chỉ thực hiện trên phần mềm IVAN thôi. Có 3 mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đó là 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp có yêu cầu phải kiểm tra thực địa tại cơ sở. 100% hồ sơ giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và kết nối chia sẻ. Giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút một lượt giao dịch vào năm 2025. Cái việc mà rút ngắn được thời gian, một phần là công nghệ thông tin,
Thứ hai là các phần mềm của bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội đã là liên thông rồi. Bây giờ phần mềm nào cũng vào rồi để mà lấy được dữ liệu. Trong khi đó là các cái thủ tục nó đơn giản. Có thể nói, cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội là một việc làm quan trọng, cấp thiết. Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu, đồng thời tác động đến niềm tin của người lao động và doanh nghiệp về hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thưa quý vị khán giả, thưa ông Nguyễn Thanh Danh, vừa rồi thì chúng ta vừa mới theo dõi một cái phóng sự liên quan đến những cái nỗ lực về cải cách quy trình thủ tục đối với bảo hiểm xã hội nói chung và đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc nói riêng. Chúng ta có thể thấy rằng là đó là một cái nỗ lực về phía cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên rằng là với người lao động thì rõ ràng là chúng ta vẫn có cái tình trạng là người ta đang trốn đóng, người ta đang tìm cách để mà không thực hiện cái nghĩa vụ này đối với người lao động. Vậy thì làm thế nào để có thể thay đổi được cái tâm lý nặng nề của người lao động và chủ sử dụng lao động rằng là hiện nay đó là phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội? Phải nói rằng là cái khái niệm bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội thì nó cũng đã được lộ diện rõ sau khi chúng ta tổ chức cái bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2019. Tuy nhiên trước đó thì cái cụm từ này cũng đã nằm trong các văn bản và cho thấy rằng là quy định này là nó bắt buộc cái nghĩa vụ của người lao động đối với người lao động là phải tham gia. Ở đây thì người lao động hoàn toàn ở thế bị động. Họ chỉ làm hợp đồng. Còn cái việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì hoàn toàn là phụ thuộc vào ý chí của họ. Theo tôi, cá nhân tôi thì khái niệm bắt buộc ở đây là bắt buộc cái người chủ phải thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động. Vậy ông có nghĩ rằng là xây dựng văn hóa bảo hiểm xã hội nó cũng sẽ là một trong những cái giải pháp về lâu về dài khi mà thực hiện mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp về lâu về dài thì phải nghĩ đến cái việc xây dựng văn hóa ứng xử giữa người với nhau trong cái quá trình chúng ta thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Có nghĩa rằng là khi mà phát sinh cái quan hệ thuê mướn thì người chủ đó phải nghĩ ngay đến cái việc là tương lai thì cái người mà mình thuê này sẽ già hoặc là sẽ gặp rủi ro hoặc là sẽ có cái sự cố gì đấy, ốm đau gì đấy. Thì lúc đó là cái quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ chung đấy là họ sẽ chi trả. Và ngược lại, cái người lao động là khi mà đi làm thuê giai đó thì luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ có một thời sức trẻ thôi. Còn sẽ già và sẽ có gặp những rủi ro bất trắc thì buộc cái người chủ phải đóng cho mình. Thì tôi nghĩ đó là cách ứng xử mà cần phải về lao về dài. Thì về trước mắt á, chúng tôi cũng đã đặt nặng và đề cao cái công tác truyền thông để làm thế sao mà hiện tại này những người mà đang sử dụng lao động là phải cũng có những chuyển biến về cái việc là nghĩa vụ tham gia đối với người lao động. Rồi chúng tôi cũng truyền thông về làm thế nào đó mà để đưa những chính sách này vào trong những sách khác đồng bộ. Như ví dụ như câu chuyện chị nói lúc nãy là khi mà tham gia vào đấu thầu thì cần phải có xác nhận bảo hiểm xã hội. Tôi ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái chính sách nào đó mà liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp thì đều phải có nghĩ đến ngay đến người lao động ở đó. Chúng tôi cũng muốn nói thêm một cái câu chuyện khi mà chúng tôi đi tác nghiệp tại thực tế, tại cơ sở thì là như cái bạn mà khởi nghiệp mà vừa rồi mà chúng ta nghe cái phỏng vấn đấy, thì bạn cũng có nói rằng là mặc dù là bạn khởi nghiệp và bạn cũng rất là trẻ, trong cái doanh nghiệp của bạn chỉ có đến 6 đến 7 người thôi, nhưng mà bạn vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động của mình bởi vì là bạn muốn rằng là người lao động yên tâm đối với lại cái công việc và đối với lại chính cái doanh nghiệp của bạn đang mong muốn rằng là nó sẽ phát triển trong tương lai. Vậy thưa ông, có thể nói rằng là hiện nay thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang hướng tới cái xây dựng bảo hiểm xã hội đa tầng. Vậy thì xin ông cho biết là tính ưu việt của bảo hiểm xã hội đa tầng đó là gì ạ? Ngày 23 tháng 5 năm 2018 có nghị quyết số 28 về vấn đề cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Thì trong đó có nêu lên vấn đề là phải hướng tới cái bảo hiểm xã hội đa tầng. Thì được hiểu là ba cái chính sách. Một là về cái chế độ chính sách trợ cấp cái bảo trợ xã hội cho những người lớn tuổi. Cái thứ hai là xây dựng một cái tầng nữa là bảo hiểm xã hội cơ bản. Thì trong đó có cái bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Và tiếp theo là cái bảo hiểm hưu trí bổ sung. Như vậy khi mà xây dựng được cái hoàn thành mục tiêu xây dựng được cái đa tầng thì được xem như là chúng ta phổ cập được cái bảo hiểm xã hội toàn dân. Lúc đó thì mọi người dân là đến hết tuổi lao động hoặc là có rủi ro thì đều có cái trợ cấp thay lương. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là để dàn trải bớt rủi ro hoặc khi rủi ro xảy ra thì được hưởng bảo hiểm theo quy định.
Nhưng theo thống kê hiện nay trên cả nước thì có trên 151.000 tổ chức cá nhân có trả thu nhập nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã tiến hành rà soát trên 196.000 doanh nghiệp và xác định được gần 388.000 lao động thuộc đối tượng tham gia nhưng lại chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cũng sẽ ngày càng đông hơn về số lượng doanh nghiệp và người lao động. Kéo theo đó là công tác quản lý thu, quản lý doanh nghiệp cũng ngày càng khó khăn, phức tạp hơn. Với chủ đề nội dung của chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng sẽ góp thêm một góc nhìn với những giải pháp thực tiễn trong bức tranh chung về an sinh xã hội trên cả nước. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Danh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.